Cô chào các con. Mùa xuân cũng đã đến rồi đấy. Và Tết cũng đến rồi. Khi mùa xuân đến, trăm hoa vui nở. Trong đó có hoa đào đúng không nhỉ? Và hôm nay cô xin giới thiệu với các con một bài thơ nói về hoa đào. Đó chính là bài thơ Cây đào do tác giả Nhược Thủy sáng tác. Bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe nhé. Thơ Cây đào. Cây đào đầu xóm lốm đốm nụ hồng. Chúng em chỉ mong mùa đào mau nở. Bông đào nho nhỏ, cánh đào hồng tươi. Hễ thấy hoa cười, đúng là Tết đến. Cô vừa đọc xong bài thơ Cây đào đấy. Bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe một lần nữa nhé. Bài thơ Cây đào. Cây đào đầu xóm lốm đốm nụ hồng. Chúng em chỉ mong mùa đào mau nở. Bông đào nho nhỏ, cánh đào hồng tươi. Hễ thấy hoa cười, đúng là Tết đến. Các con ạ, tác giả ví hoa cười có nghĩa là hoa đang nở đấy. Khi nào hoa đào nở có nghĩa là ngày Tết cổ truyền cũng đã đến rồi. Như vậy, cô vừa đọc xong bài thơ Cây đào đấy. Các con hãy đọc bài thơ Cây đào nhiều lần. Sau đó, chúng mình nhờ bố mẹ quay một clip về bài thơ này và gửi cho cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.